Đồng hồ Rolex Datejust 36126234 nổi bật với sự thiết kế hoàn mỹ giữa thiết kế cổ điển và điểm nhấn hiện đại, chinh phục những tín đồ yêu thích sự tinh tế và sang trọng. Sở hữu mặt số đen ấn tượng, chiếc đồng hồ này mang vẻ đẹp mạnh mẽ và huyền bí. Mặt số đen của Rolex Datejust 36126234 được thiết kế tối giản nhưng không kém phần thu hút. Đường nét tinh tế cùng với cọc số giả quang giúp người xem dễ đọc ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Nâng tầm đẳng cấp, vành bezel của mẫu Datejust 36 này đã được Kỳ Lân Luxury kết tâm bằng kim cương tuyển chọn, tạo hiệu ứng lấp lánh sang trọng. Mỗi viên kim cương được chọn lọc và chế tác tỉ mỉ, xếp đều quanh viền, làm tăng sức hút của sản phẩm một cách hoàn mỹ. Chi tiết đắt giá này không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài xa xỉ mà còn khẳng định đẳng cấp khác biệt dành riêng cho những ai yêu thích sự đặc biệt. Rolex Datejust 36126234 được vỏ Euterhép không gỉ 904L có khả năng chịu nước ở độ sâu lên đến 100m, đảm bảo sự bền bỉ vượt trội và bảo vệ tối ưu cho bộ máy bên trong. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.